Rồi cái lại bắn qua lý xóa hết chưa? Bắn qua xóa hết chẳng khỏe. Đây nên để mấy cục nến rỗ tội. Cũng mỗi trơn. Chắc được. Bạn của cái chồng. Con của bạn cho Phượng mới gọi đó. Em Hậu đỡ chưa Hậu? Báo luôn. Dạ cũng đỡ vậy. Ừ. Đại điện này trên nhúng như đi qua đây luôn này. Đó qua đây luôn. Ở là hai cái cùng một cũng tắt luôn. Không có gì đúng. À, mình phải tốn đi, bộ năm một cái lắm một kia. Đang rác à. Bác bà gióng. À. Bà gióng. Mày dán giàu ta đó mày. Khô là tiền khô rồi đó. Sáng mưa tầm tã. Đông mình tôn đó. Từ thứ 6 đến giờ, ngày thứ 2. Con này bị hư chết ngủ thì sáng giờ điện thoại hò ai không có. Định thứ 5 này đi chơi mang ly về quê rồi thôi. Tại tại vì không có người chính đồ lỡ có chị vô quay đồ kìa. Thôi. Thế là chị đi chơi hả? Ừ. Mà thôi, đợi tuần sau nữa. Tuần sau. Tuần sau luôn chứ tuần sau luôn. Tuần sau có phải gì nữa. Ai đi gì hết. Thôi mấy đứa cứ ái hết đi rồi chị đi sao. Cái số luôn. Cắm bài trong đường ra. Mà vô cái đường cùng chán nè, Đà Nẵng có ca nó ra tiếp nè. Sớm mà đi đồng đầu thế gì nghe, có tin, có biến nữa. Mình không biết luôn á. Cho đăng chốt tin nhanh, chị tin nhanh Đà Nẵng á. Nó có biến gì đâu, biết biến gì. Ông tài xế đó đi tùm lum đó, tài xế rồi mấy bạn đi máy bay nữa. À cái ông máy bay chứ, máy bay á, đúng chứ, là ông tài xế vì là ký thỏa thuận cách ly ở nhà đó mà đi lum lum đó. Đi nhậu á đúng không? Ừ, đi nhậu nè, rồi lên công ty rồi, công ty ở đường Trần Quang Văn, đi nhậu bên đường Hồ Ninh lầy. Mà cách ly tại nhà mình là người nhà cũng phải cách ly chứ, cách ly tại nhà mà người nhà đi thấy mấy người rồi. Cách ly tại nhà có nghĩa dù ông ở trong phòng hay không ai được luôn á, đi ra ngoài nữa rồi. Chứ còn cách ly người nhà tiếp xúc với người nhà mà, xong người nhà đi thì cũng được không? Sài Gòn mình về mà cách ly tại nhà thì chỉ có hàng nhà có mái nhà có y tế tới nó test thôi. Có người thì cách ly hết sợ. Hồi trước nó test mà chừng nó làm cô. Trước cách ly tại nhà, như mấy ngày ấy. Nói thiệt tại nhà, cách ly tại nhà mấy người đâu có ý thức đâu. Bị mà trừ mà họ ở nhà mới lạ. Đừng có lây lan nhiều được. Học sinh là không có hậu kết rồi đó. Chưa chắc. Nghĩ rằng nghề giờ chờ họ hoạt động hết trơn mà nghề mình mới còn cấm hay sao. Bưa.
máy quay đó nó không cách ly. Do bóng cái căn lưới nè. Ủa? Căn lưới mà quỳ nhẹo mà. Ủa? Cài đó hả? Hay đâu? Mày cài chứ nè, cái căn lưới này cho cần chuẩn giữa khung hình đó kìa. Lấy một bé đi. Chí nhớ rồi. Ủa ngày bướng quấn nó đông đông nữa mà cũng đâu không có tiền bao nhiêu kìa. Chủ yếu chắc mình quay quá. Do mình quay mất thời gian thấy rồi. Là một người mà cả hai luôn mà trên dưới chuyển khoản được có 1 triệu mấy. Cả hai bay à 1.2 triệu, 1.3 triệu chứ. Chịu khoảng 1 triệu mấy mấy. 1 triệu mấy, đây là mấy triệu. Không bao nhiêu, đủ chi phí. Hồi trước là đông á, nhân viên đông là không sướng. Nó có người quay, người đổ kìa, nên là không đỡ. Có Hà nè, có Huệ đồ nè, không chi phối ra. Cái thành ra cái lượng khách nó đi về nhanh. Mình chờ cái khách đó, chờ á. Thành ra là bởi thiếu người là cũng trước đó. Nặng mà sợ mới sụp nếm bay. Ừ. Chết cha. Ê, quay tay ra. Từ từ ấy lên. Mai đồ đen. Má ngủ mũ gì sợ lắm. Đây mình đi quay cái kia quay là lúc mùa hình như cũng phải trên 10 phút chứ đừng có quay 10 phút cũng đúng rồi, 10 phút đúng rồi lây là điều khiến bị sửa lại là không đủ á. 11 cả 11 phút học vậy sợ.